Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Trên bàn của mình đây là hai phiên bản Lenovo Legion 5 anh em ạ. Thì khá là nhiều anh em đặt cho mình câu hỏi rằng là nên lựa chọn phiên bản nào trong mức giá khoảng từ 30 đến 32 triệu. Nếu như mà mức tài chính của em không thực sự có thể cố thêm được nữa lên đến tầm giá 32 triệu để cho ta một option thực sự ổn thì có nên lựa chọn phiên bản i5 RTX 3050 hay không? Thì trong clip này chúng ta sẽ cùng đi so sánh nhanh hai phiên bản Laptop Gaming Legion 5 ở đây, một phiên bản là i5 và RTX 3050. Và bên tay phải của anh em sẽ là phiên bản Ryzen 5 RX 6600M, một cái phiên bản rất là mạnh mà hôm vừa rồi đây mình đã trên tay cho anh em rồi đấy. Thì bây giờ đây, anh hãy cùng mình đi qua những cái ưu và cũng nhược điểm của hai máy này anh em nhé. Với hai chiếc máy này thì nó đều có một cái thiết kế cũng như những cái trải nghiệm sử dụng nó rất là giống nhau. Họ chỉ cho chúng ta một vài cái điểm nho nhỏ là khác nhau mà thôi. Cái điển hình nhất ở đây chúng ta có thể quan sát thấy đấy chính là cái LED phím bây giờ đây. Với phiên bản rẻ hơn phiên bản Intel Core i5 nhưng mà chúng ta đã có LED phím là RGB 4 vùng. Còn với phiên bản Ryzen 5 anh em sẽ không có LED RGB mà sẽ chỉ có LED trắng mà thôi. Thì cái điều này nó cũng ảnh hưởng đến khá cái nhu cầu lựa chọn của anh em. Nếu mà anh em muốn lựa chọn một chiếc laptop gaming có bàn phím LED RGB để cho chúng ta một cái LED lủng các thứ sập sình khi mà chúng ta chơi game được sướng hơn thì có thể lựa chọn phiên bản Ryzen 5 phiên bản i5. Còn nếu mà anh em thiên về cấu hình nhiều hơn thì có thể chọn phiên bản Ryzen 5 anh em nhé. Ngoài cái LED phím ra thì những cái thứ xung quanh như là màn hình này, tản nhiệt hay là trải nghiệm gõ phím, touchpad, thời lượng pin vân vân, cổng kết nối, mọi thứ xung quanh em nó giống y hệt nhau. Nó chỉ khác duy nhất ở đây hai điểm cho anh em đấy, à ba điểm cho anh em. Đấy chính là thứ nhất là về giá thành, nó chênh lệch nhau 2 triệu đồng. Thứ hai, đó chính là nó sẽ khác nhau về LED bàn phím. Và thứ ba, đấy chính là nó chênh lệch nhau về cấu hình em ạ. Đầu tiên mình sẽ đi qua so sánh nhanh về cấu hình của hai máy này để xem là nếu mà anh em chỉ có muốn lựa chọn chơi game cũng như là đồ họa nhẹ cơ bản thì có nên lựa chọn phiên bản Legion 5 i5 này hay không. Với cá nhân mình thì mình thấy là có, nếu mà anh em không thực sự có thể cố lên được thêm khoảng độ hơn 2 triệu nữa để lên phiên bản RX 6600M này thì phiên bản i5 này cũng là một cái lựa chọn anh em có thể cân đối nhé. Bởi vì là trong tầm giá này anh em đã có card họa RTX và với cái con card này thì nó đã cho chúng ta một mức hiệu năng phải nói là ổn áp hơn so với cả trên phiên bản GTX 1650 rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là với cái chiếc máy này nó cho chúng ta màn hình 100% sRGB trong tầm giá khoảng 30 triệu trở xuống. Thì để mà trong tầm giá này anh em muốn tìm kiếm một chiếc laptop gaming với màn hình 100% sRGB phải nói là rất khó. Tại sao lại là phải là gaming mà không phải là những cái chiếc laptop Ultrabook chẳng hạn? Thì với gaming anh em có thể đáp ứng được vào nhiều nhu cầu sử dụng của anh em hơn với hệ thống tản nhiệt rất là đồ sộ trên phiên bản Legion này. Và nó vẫn cho chúng ta một cái hệ thống tản nhiệt rất là ổn để chúng ta có thể đáp ứng vào mọi các cái nhu cầu của anh em, từ chiến game cho tới làm đồ họa vẫn là ổn trên máy này. Với Intel Core i5 và RTX 3050 thì mình thấy là nó vẫn đáp ứng được cho chúng ta rất là tốt, kể cả vào các tác vụ chiến tựa game nặng và khi mà chúng ta đẩy lên mức setting cao, setting high. Còn với cái phiên bản AMD Ryzen 5 và RX 6600M này thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều nữa. Nó đã quá mạnh, với 8GB RAM thì nó đã gấp đôi so với cả con RTX 3050 rồi. Nhưng mà cái điều mà mình muốn mang ra so sánh ở đây để cho các bạn nào mà có mức cái tài chính không đủ, không thực sự là có thể cố lên được tới 32 triệu hơn thì cũng có thể lựa chọn cái phiên bản này để có thể đáp ứng vào các nhu cầu chiến game hay là làm đồ họa đó. Nếu mà anh em không nghe rõ, không hiểu rõ ý của mình thì rất là dễ dẫn đến hiểu nhầm và mình bảo là phiên bản này cũng có thể lựa chọn mà mang so sánh phiên bản này. Tất nhiên hai máy này cấu hình nó khá là chênh lệch nhau khá nhiều. Rồi chúng ta sẽ cùng đi qua khả năng test game cũng như là nhiệt độ, hiệu năng, điện năng tiêu thụ trên hai máy này để xem là em i5 này và RTX 3050 này nó có yếu hơn quá nhiều hay không. Và như anh em đã thấy đấy thì với nhiệt độ, hiệu năng hay là điện năng tiêu thụ trên hai máy này, với phiên bản RX 6600M chúng ta không phải bàn nữa. Khi mà anh em có thể dư sức setting lên những mức setting rất là cao như là Ultra setting hay là kể cả setting movie ở trong chế độ, ở trong cái tựa game World Thunder thì em nó vẫn có thể cân chúng ta rất là tốt ở mức FPS rất cao. Với cái màn hình thần quét lên tới 165Hz nữa thì phải nói là nó rất là tối ưu trên cái combo
Ryzen 5 phiên bản Ryzen này. Còn với phiên bản RTX 3050 và i5 ở đây thì anh em sẽ có một cái mức hiệu năng nó thấp hơn một chút. Mặc dù là mình cũng để mức setting high ở trong tựa game PUBG và mình cũng thử set lên movie, nhưng mà với movie thì phải nói là chiến nó khá là yếu và nó cho mình một cái mức FPS nó khá là thấp anh ạ. Chính là vì thế mà chúng ta nên để mức setting gọi là vừa phải thôi, ví dụ như là high hay là medium thôi, thì trên combo này nó phải nói là cân chúng ta rất là tốt anh em nhá. Ngoài ra nữa thì với cái combo này để mà render hay là anh em edit các thứ, các cái video của anh em hàng ngày bây giờ đấy, thì mình cũng có thử edit qua trên cái máy này rồi. Với một số cái video 4K mình review sản phẩm mà mình cũng thử edit qua trên chiếc Legion 5 này thì nó cũng vẫn cân được cho mình rất là tốt với phiên bản RTX 3050 và i5 anh em ạ. Nói chung là chúng ta cũng không phải phải lo lắng quá nhiều về hiệu năng, nhưng mà chúng ta không cần phải xử lý các tác vụ thực sự là chuyên nghiệp hay là thực sự là nặng thì cái phiên bản này nó vẫn cân được cho anh em. Và nếu như mà anh em có các cái nhu cầu xử lý đồ họa vào các tác vụ thật là nặng, như kiểu là edit các cái video hay là các cái bộ phim nó hơi dài một chút và với 4K 60fps phải thêm thật là nhiều layer effect các thứ, thì hãy lựa chọn cái phiên bản này, phiên bản RX 6600M này. Còn nếu mà chúng ta chỉ edit cơ bản như kiểu là một số các video mình đang review cho anh em xem đây thì nó đã rất là cơ bản rồi. Chúng ta sẽ chỉ có một layer gọi là video A-roll, sau đấy thì chèn thêm một chút B-roll ở bên trên cũng như là một số text nữa, thì em máy này vẫn cân chúng ta rất tốt với phiên bản RTX 3050 và Intel Core i5-11300H. Và đó là cái cảm nhận của cá nhân mình sau khi mình trải nghiệm hai em máy này và một số các cái tác vụ nó khá là nặng. Và với cái phiên bản RTX 3050 và i5 này thì mình thấy là nó đuối hơn phiên bản RX 6600M khá khá. Và đó là cái bài trên tay cũng như là giới thiệu nhanh, so sánh nhanh của mình về hai phiên bản Legion 5 hiện đang có mặt tại Laptop World. Nếu mà anh em nhanh tay thì có thể xúc được một trong hai em máy này với thời gian sớm nhất trước khi mà nó bị cháy hàng tiếp, và chúng ta sẽ phải chờ đến đợt hàng tiếp theo. Mình không biết là tới bao giờ đâu, cho nên là anh em hãy nhanh tay lên nhá. Và cũng đừng quên inbox ngay cho fanpage Laptop World để có thể đặt cọc, và đừng quên cho mình xin một like, một sub cũng như nhấn một nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. We'll be right back.